Chào bạn, gần đây LG tem vàng đầu bộ tại Việt Nam với mức giá rất rẻ khiến cho nhiều người nghi ngờ về chất lượng của dòng sản phẩm này. Và trong nghe không bằng một thấy, trong thấy không bằng một sờ và trong sờ không bằng một phát được thọt vào. Thì hôm nay chúng tôi sẽ dùng cái tô vít của một kỹ thuật viên phần cứng level 3 tại Diệu Thông Minh là anh Tiến Linh. Anh là một trong những người mà sửa chữa bảo hành tất cả các cái sản phẩm Android tại Diệu Thông Minh. Anh sẽ tiến hành mở xem cái bên trong của sản phẩm LG G3 này liệu đó là một sản phẩm được cho là sản phẩm refurbished của LG, nhưng cái chất lượng của refurbished của LG như thế nào, liệu nó có phải là sản phẩm mà đã bị sửa chữa một cách như kiểu là hàn xì thì thật là kinh khủng, hay chỉ là được thay thế bằng những linh kiện chính hãng. Mời các bạn hãy theo dõi video này. Vâng, rất nhanh, vẫn là cái hành động quay tay của anh ngày xưa. Các bạn có thể thấy là năm nay tay của anh to hơn rất nhiều năm xưa, vì khi quay tay nhiều quá, cái tự kỷ thì tay rất là to. Cái con G3 này chúng ta có rất nhiều ốc. Các bạn có nhìn thấy tem vàng không? Đấy, tem vàng này tôi xin nói một chút. Cái lô tem vàng này đều được ghi date sản xuất là từ tháng 1 2015, nghĩa là nó sản xuất rất là mới. Thì khác với những cái hàng refurbished khác, thì những sản phẩm LG refurbished tem vàng này thì đều có cái hình thức máy bên ngoài là máy mới, nó còn nguyên siêu viền luôn. Tay anh rất là nhanh và điệu nghệ. Bàn tay của người thợ sửa chữa phần cứng. Mũi của anh rất to vì ngửi quá nhiều mùi nhựa thông. Các bạn phải thông cảm thế. Sau mỗi một cái máy phải bảo hành là mũi anh rất to. Chúng tôi đang rất là hồi hộp để xem cái bên trong của chiếc G3 tem vàng này như thế nào. Chiếc LG G3 tem vàng này đang được bán với giá 6.990.000 với một cái cấu hình rất là tuyệt vời, đó là RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB và màn hình 2K. Đây là một sản flagship của LG 2014, thì cái sản phẩm này nó sẽ hấp dẫn rất là nhiều người. Tôi sẽ đứng ở phía này. Vâng, như vậy là sản phẩm của chúng ta LG có rất nhiều ốc. Anh em mở ra cho chúng tôi, chúng tôi không thể chờ đợi nữa rồi. Các bạn hãy lưu ý rằng là khi cái video này không khuyến khích các bạn tự mở sản phẩm ra, vì là cần phải có một bàn tay nhẹ nhàng. Đấy, bạn thấy không? Thì mở quá giỏi nên một cô gái đã thét lên sung sướng. Theo hình của mình thì cái main của LG được làm ở phía trên đầu. Đây rồi, main của LG đã được mở ra. Bình tĩnh, anh Linh hãy phần main này, anh có một cái nhận định gì về phần main này không? Phần main rất là mới. Main mới. Không có dấu hiệu của vân tay. Và anh hãy đặt cho chúng tôi xuống cái này để tôi soi cho các bạn nhìn thấy. Main rất là mới. Bình thường thì khi mở máy ra sẽ có dấu hiệu vân tay. Anh hay dựa vân tay để biết cái máy đã bị mở ra rồi đúng không? Chính xác là như thế. Ok, anh tiếp tục bình luận cho chúng tôi. Anh mở tiếp ra. Phần dưới là phần gì nhỉ? Phần dưới này là phần loa. Loa, cổng USB. Hy vọng là bây giờ mình sẽ nhường mic cho anh Linh. Anh vừa triển khai và anh vừa nói để cho các anh em được biết. Xin mời anh. Đây, mình sẽ tháo toàn bộ cái main này ra. Tháo hết mấy cái connect này, lấy main ra ngoài. Cái khung của cái màn hình. Đây, và chính xác là đây là cái main của nó. Đây là main của chiếc LG G3 tem vàng. Anh hãy để xuống rồi cho tôi soi một chút. Đây là mặt sau. Vâng. Mặt trong của nó. Rồi, anh nói tiếp đi ạ. Và sau đây mình sẽ tháo những cái lồng này ra để cho các bạn thấy ở trong vâng. Này có những cái gì ở bên trong. Các bạn hãy chú ý là một cái sản phẩm thì thường để biết zin hay không đôi khi phải tháo lồng. Cái từ lồng mình phát âm phải rất là chuẩn, phải rất là dễ nhầm. Đây, trong này là có những con IC của nó. Anh hãy để tôi soi một chút. Vâng. Anh hãy nói về cái tính xem cái main này chất lượng nó như nào. Main này thì theo tôi được biết thì chất lượng là hoàn toàn mới, không có dấu hiệu của sửa chữa hay là thay thế gì, hay là tháo lắp nhiều lần cũng không có luôn. Rất là bóng và không có dấu hiệu của vân tay. Anh có thể giảng giải một chút về các cái thành phần trên cái main này không ạ? Thành phần trên cái main này thì thường thì nó có như cái mặt bên này thì có IC nguồn. Anh hãy đặt xuống dưới và anh giảng giải chúng tôi để cho tôi nhìn nó rõ. Thường thì như cái mặt bên này của main thì có là IC nguồn, CPU, chip điều khiển và có công suất.
cái con to nhất ở giữa trung màn hình con gì anh? Con CPU, chip điều khiển của nó. Con đắt nhất đấy à? Chính xác là con đắt nhất. À, nó sẽ gồm chip xử lý Qualcomm và RAM. Chính xác. Đúng không? Đây mặt sau của nó thì mình sẽ tháo luôn. Mặt sau của nó có như vâng, mình anh lại thấy tháo một cái lồng tiếp. Bình thường thì chỉ có một lồng, như thế này nó có hai lồng. Cái tác dụng của cái việc cái lồng nó che để làm gì ạ? Cái lồng che thì xác định để phân khối với là để cho nó bảo vệ tránh. Cái việc xác định cái main mới hay không thì dựa vào các cái chân connect và chân connect, cái độ sáng của linh kiện. Độ sáng của main, linh kiện và các con tủ trợ ở đấy. Như phần bên này thì có khay sim và ổ cứng. Ổ cứng đây. Đấy chính xác. Ổ cứng của G3 là dùng của hãng gì đấy? Có đọc được hãng không? Tôi nhìn nó có một cái chấm vàng, là chấm vàng hay chấm gì? Không, không. Chấm vàng thì thường là đánh dấu để phân biệt ổ cứng để sau khi người ta lắp vào. Yeah. Ok, vậy cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta hãy nghe theo cái lời tổng kết của bạn Linh. Bạn Linh có thể tổng kết qua về cái chất lượng của sản phẩm LG tem vàng này không? Như mình được thấy thì máy LG tem vàng này thì chất lượng cũng không khác gì với những con máy máy tem khác, tem trắng là những con máy khác. Nó cũng rất là mới và chưa có dấu hiệu sửa chữa hay thay thế gì. Nói chung là rất là tốt. Vâng, trong lịch sử thì Diệu Thông Minh đã bán rất nhiều những cái sản phẩm LG tem vàng như là LG là TE2 hay LGG, thì anh Linh với vai trò là một kỹ thuật viên phần cứng đảm nhiệm nhiệm vụ bảo hành của Android tại hệ thống Diệu Thông Minh, thì anh thấy cái tỷ lệ bảo hành của hàng LG tem vàng như nào? Như mình làm ở đây cũng lâu năm và cũng làm nhiều, gặp nhiều, nhưng mà thấy tỷ lệ của nó thì cũng bình thường, không có dấu hiệu của nhiều hơn hay là hay bị lỗi hơn so với những con máy khác. Vâng, thế theo anh Linh thì cái dòng LG nói chung thì nó hay gặp những cái lỗi vấn đề gì ạ? Và anh có một cái lời khuyên gì cho người dùng LG thì thường nó gặp một cái lỗi chung đấy là hay bị lỗi màn hình. Đấy. Thì mình chỉ có lời khuyên với cho các bạn là mình dùng LG thì tốt nhất là phải biết được cái khả năng. Anh nhìn lên ống kính cho đẹp trai cái. Ừ, khả năng chịu tải của nó về cái màn hình nó kém. Thứ nhất mình không nên dùng quá nóng. Thứ hai mình tránh rơi và tránh va đập mạnh. Đấy. Tránh rơi, tránh va đập mạnh. Và một lời khuyên của tôi đó là các bạn nên mua gói bảo hành. Mua gói bảo hành vàng cho nó. Vì khi đó thì tất cả những rủi ro xảy ra sẽ phụ thuộc và Diệu Thông Minh sẽ chịu trách nhiệm với các bạn. Vâng, như vậy là sản phẩm LG G3 tem vàng đã được giã xác và minh chứng về cái chất lượng sản phẩm. Nếu nó là một sản phẩm refurbished thì các bạn yên tâm, nó sẽ được lắp ráp chính hãng tại LG và chất lượng hoàn toàn đảm bảo. Và cái sản phẩm này với cái mức giá rẻ hơn hàng brand new khoảng tầm từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu thì nó sẽ là một điều mà các bạn nên cân nhắc rất là tốt. Vâng, xin chào, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.